xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm chuột không dây. Đây là sản phẩm MBL20DB của thương hiệu Elecom, một trong những thương hiệu phụ kiện nổi tiếng tại Nhật Bản và được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty Song Tấn. Thì như các loại chuột không dây khác thì sản phẩm của chúng ta có thể kết nối với máy tính bằng receiver ha. Đi kèm với sản phẩm này có một cục pin nữa. Và bây giờ mình sẽ khui hộp để các bạn nhìn thấy sản phẩm của chúng ta. Cái thiết kế rất là bắt mắt. Đây là receiver của sản phẩm ha. Sau khi chúng ta sử dụng xong chuột muốn cất receiver này đi thì các bạn có thể mở nắp pin của con chuột này ra. Đây. Phía trong này có một vị trí để chúng ta cất receiver như thế này ha. Bây giờ mình sẽ kết nối thử sản phẩm này với máy tính để các bạn xem con chuột của mình hoạt động như thế nào nhé. Ở phía dưới con chuột sẽ có nút on off, các bạn lưu ý khi mình sử dụng xong thì mình nên tắt off đi để con chuột của mình tiết kiệm pin sử dụng hơn ha. Đây, khi mình bật lên thì các bạn có thể thấy mắt cảm biến của con chuột này đang phát ra đèn màu xanh. Thì dòng chuột này được gọi là dòng chuột Bluelit. Của chúng ta ha. Các bạn có thể thấy là thiết kế của con chuột này khá là nhỏ gọn và trọng lượng của nó chỉ khoảng 50g thôi. Viền xung quanh con chuột này là một lớp đệm cao su để khi các bạn cầm vô sẽ không bị trượt tay dù có ra mồ hôi đi chăng nữa. Sản phẩm này có khoảng cách kết nối lên đến 10m và độ nhạy 1000 dpi. Sản phẩm mình đang cầm trên tay là size X, thích hợp cho các bạn có nhu cầu sử dụng các loại chuột nhỏ gọn ha. Thì các bạn có thể để ý ở đây có một cái dải được gọi là light control. Thì dải đèn này nó sẽ giúp các bạn nhận biết khi nào con chuột của chúng ta hết pin. Thì khi mà con chuột sắp hết pin thì chỗ này nó sẽ béo lên đèn đỏ nhấp nháy ha. Sản phẩm của chúng ta có rất là nhiều màu sắc và màu sắc cực kỳ bắt mắt. Hy vọng các bạn có thể chọn cho mình một sản phẩm thích hợp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.